Hyundai Grand i10 2017 lắp ráp tại Việt Nam chính thức ra mắt giá từ 340 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2017 lắp ráp tại Việt Nam sở hữu thiết kế mới mẻ, nội thất rộng rãi, hàng đầu phân khúc cùng được hai tỷ chọn lựa cơ khác nhau. Chiều ngày 5 tháng 7, Hyundai thành công đã tổ chức lễ ra mắt dòng xe Grand i10 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng xe Grand i10 được lắp ráp tại nhà máy của Hyundai thành công ở Ninh Bình, tương tự Santa Fe và Elantra. Bước sang thế hệ mới, Hyundai Grand i10 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0 tương tự trước đây. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, Hyundai Grand i10 sở hữu nhiều đường nét khỏe khoắn và trẻ trung hơn trước. Trên đầu của Grand i10 2017 xuất hiện lưới tản nhiệt hình lục giác tạo hình thác nước Cascading Crane, tương tự nhiều mẫu xe của Hyundai đời mới như i30 và Sonata. Đây là loại lưới tản nhiệt sẽ được áp dụng trên nhiều mẫu xe Hyundai khác trong tương lai. Ngoài ra, Hyundai Grand i10 2017 còn được trang bị đèn sương mù mới và cụm đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, đuôi xe nổi bật với đèn hậu cỡ lớn tạo hình vân LED 3D. Ở phiên bản sedan, Hyundai Grand i10 2017 đi kèm cụm đèn hậu kéo dài khác biệt. Những điểm nhấn khác trong thiết kế bên ngoài của Hyundai Grand i10 2017 bao gồm tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và đèn phanh trên cao dạng LED. Ở phiên bản hatchback, Hyundai Grand i10 2017 sử dụng bộ vành hợp kim 14 inch và 4 châu khép. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 sedan thế hệ mới sẽ được trang bị vành hợp kim 14 inch với nan lớn. Bên trong Grand i10 thế hệ mới là không gian nội thất được khẳng định rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ kích thước cỡ lớn. Theo hãng Hyundai thành công, Grand i10 2017 có chiều dài tổng thể 3.765mm, rộng 1.660mm, cao 1.505mm. Với phiên bản hatchback, ba con số tương ứng của phiên bản sedan là 3.995mm, 1.660mm và 1.505mm. Cả hai phiên bản đều có chiều dài cơ sở 2.425mm và chiều cao gầm 152mm. Phong cách thiết kế nội thất HMI Human Machine Interface nhấn mạnh đến sự tiện dụng, hợp lý trong cách bố trí các nút chức năng của Hyundai tiếp tục được áp dụng trên hai phiên bản sedan và hatchback của Grand i10 2017. Xe được trang bị màn hình trung tâm 7 inch, hỗ trợ các kết nối Bluetooth, AUX, MP3, radio cùng dàn âm thanh 4 loa. Bên cạnh đó, Grand i10 còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai nghiên cứu và phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Những tính năng tiện ích khác của Hyundai Grand i10 2017 bao gồm nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chống chói, camera lùi phiên bản sedan, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, tích hợp kín chức năng, ngăn chế độ có chức năng làm mát, cửa sổ chỉnh điện, chống kẹt cùng ghế sau có khả năng gập phẳng xuống sàn. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Grand i10 2017 có hai tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng Kappa 4 xi lanh dung tích 1 lít có công suất tối đa 66 mã lực tại vòng cua 5.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại 94 Nm tại vòng cua máy 3.500 vòng phút. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1,2 lít tạo ra công suất tối đa 87 mã lực tại vòng cua máy 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 120 Nm tại vòng cua máy 4.000 vòng phút. Hai động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Về an toàn, Hyundai Grand i10 2017 có những tính năng như hai túi khí phía trước, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống khung với vật liệu chịu lực cao giúp hấp thụ lực tác động trong tình trạng va chạm. Hyundai thành công sẽ phân phối Grand i10 2017 với 9 phiên bản khác nhau cùng 6 sự lựa chọn màu sơn là trắng, cam, bạc, đỏ, vàng, cát, xanh dương. Giá của Hyundai Grand i10 2017 tại Việt Nam dao động từ 340 đến 435 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe sẽ được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Hãng Hyundai thành công kỳ vọng có thể bán được 3.000 chiếc Grand i10 2017 mỗi tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ video cũng như bình luận góp ý để kênh của chúng tôi phát triển ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.